những bài thuốc gia truyền của các cụ xưa để lại dùng cho người già. Quả hồng ưa não 80, trợ tim bổ máu giúp người khỏe nhanh. Cà chua yêu động mạch vành, gia tăng sức chịu cho anh dẻo bền. Mộc nhĩ đen thế mà nên, đánh tan sạn sỏi thông liền bàng quang. Dâu tây ngọt nịm môi làng, ngày ăn đêm ngủ miên mang giấc nồng. Hạt bí thì giúp quý ông phục sinh tuyến liệt, khai thông tình già. Đi tè đêm là khổ lắm ai ơi, hãy ăn hạt bí cho liền thông khai. Lại được chị nợ cả run sán ban mai, cho anh với cả anh nàng một bên.